Còn đây là cái xương lưng nè. Còn đây là cái xương chân trước. Và cuối cùng là cái đầu. Đi ra, mình ăn hiếp bạn ta hả? Chibi trắng với lại có banana là bạn của ta. Đi ra. À còn một con. KM Channel. Yeah, lại được về quê ngoại chơi nữa rồi. Wow, con heo này nó đẻ được tới 2 con heo con luôn. Ôi tụt, qua đây. Qua đây chị cho ăn nè. Nhìn đáng yêu quá. Heo ơi, qua đây nè, qua đây. Chibi trắng ơi. Đi với mình không? Mình đang định quay về thời tiền sử để nghiên cứu xương khủng long nè. Đi không? Nhưng làm sao mình đi được? Chibi trắng không nhớ hả? Nhà của Doraemon có cỗ máy quay thì về thời gian đó. Hả? Mình mượn hả? Không, đi theo mình. Mình có cách để dùng cái cỗ máy thời gian đó. Đi. Ủa, Nobita đi đâu mất tiêu rồi? Giờ này không có chịu học bài. Mẹ la bây giờ, mình phải đi tìm Nobita mới được. Nobita ơi. Đi đâu rồi? Giờ này là giờ học bài mà lại đi chơi nữa chứ. Đi. Thấy Doraemon mới bay đi không? Mình đang định vô trong nhà Nobita để mượn cỗ máy thời gian để đi đó. Nhân tiện hai người đó không có ở nhà, mình vô đi. Nè, đây là phòng của Doraemon với Nobita đó. Bây giờ mình tìm cỗ máy đi. Nhưng mà làm sao biết cỗ máy thời gian ở đâu mà tìm? Trời, thì bởi vậy mình mới nói là tìm. Chứ nếu biết rồi thì đâu cần tìm nữa. À, Chibi Trắng nhớ rồi. Chibi Trắng hay coi phim Doraemon lắm. Hình như cỗ máy thời gian nằm trong cái học bàn này nè. Đúng không mấy bạn? Đâu mình mở ra thử xem. Yeah. Được ngồi lên cỗ máy thời gian rồi. Chúng ta quay về thời tiền sử thôi. Ô sao vậy? À, nó trốn lái cái kiểu gì kỳ vậy? Ôi, khủng long kìa. Cuối cùng tụi mình cũng quay về được thời tiền sử rồi. Ý, con khủng long T-Rex kìa. Đáng sợ quá. Thôi mình đi chỗ khác đi. Mình đi khảo cổ mà, mình đang nghiên cứu những cái xương khủng long. Thôi mình đi, đừng có đứng gần mấy con này. Ý, đằng kia có cái chỗ xác khủng long kìa. Nhưng mà nó bị đá đè rồi, để Chibi Trắng đào lên đã. Nè, Chibi Trắng đào xương khủng long đi nha. Bây giờ tốt tốt đi kiếm đồ ăn cho khủng long đây. Được một cái xương. Xương này chắc xương đuôi quá. Yeah, có một xương nữa, chắc xương chân. Còn xương này là xương người của lưng của nó nè. Một cái xương đầu, vậy là đủ rồi. Bây giờ mình sẽ dùng những cái xương đó mình lắp ghép lại để coi con khủng long này là khủng long gì nha mấy bạn. Đầu tiên mình sẽ ghép cái xương đuôi. Wow, chính xác rồi. Còn đây là cái xương chân nè. Còn đây là cái xương lưng nè. Còn đây là cái xương chân trước. Và cuối cùng là cái đầu. Chính xác luôn. À, đã biến lại thành khủng long rồi. Chào các bạn, mình thuộc dòng họ khủng long. Mình là thằng lằn cánh bươm. Rất hân hạnh được gặp các bạn. Đói bụng quá. Đây, đồ ăn mà Cố Panda mới đi tìm cho bạn nè. Nè, ăn cỏ đi. Mình không có ăn cỏ được. À vậy hả, vậy thôi ăn thịt nha. Cố Panda có tìm được miếng thịt nè. Ôi thịt hả, ngon quá, ăn thịt ngon quá. Thằng lằn cánh bườm thích nhất là thịt. Vậy hả, vậy cho thêm miếng nữa nè. Còn ngửi nữa chứ, thịt này ngon lắm đó. Bây giờ chơi thử trò chọc lét không? Mình là thằng lằn cánh bườm. Trên người của mình da rất là dày. Mình chỉ bị nhột sơ sơ à, cho nên không có ghẹo được mình đâu. Chibi trắng ơi, mình có chuyện này nè. Ôi gió mạnh quá. Lạnh quá. À Chibi Trắng ơi, thằng lằn cánh bườm này á, khi mà có gió mạnh thổi hoặc là trời lạnh á, là con thằng lằn cánh bườm này nó lạnh ghê lắm. Cho nên nó phải đi phơi nắng. Nó phơi nắng thiệt là lâu để cơ thể nó được ấm lên.
nhưng mà cơ thể nó dởm lắm. Nó phơi nắng một hồi cái người nó nóng hổi lên luôn à. Nó nóng chịu không nổi luôn á. Nó cũng không biết làm sao để thay đổi được hết. Nó chỉ còn cách là nhảy xuống dưới nước thôi. Nó không giống con người mình. Con người mình á, trời nóng thì mình cũng có thể thay đổi nhiệt độ để mình thích ứng được với trời nóng, trời lạnh cũng vậy. Yeah, khỏe rồi hả thằng ăn cánh bướm? Vậy thì đi ăn đi nha. Tụi mình bây giờ phải đi tìm xương khủng long khác đây. Bye bye thằng lằn cánh bướm nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi tìm bộ xương khủng long khác nha mấy bạn. Ý chỗ này bị dính đất nè, mình phải quét cho nó sạch. Wow, được cái xương nè. Chim trắng ơi, có Panda lại đi kiếm đồ ăn nữa đây nha. Ok. Wow, được nhiều xương lắm. Không biết con khủng long này là khủng long gì nữa mà nó nhiều bộ xương ghê. Kìa, cái đầu của nó kìa. Thôi, hết rồi. Bây giờ mình sẽ lắp ghép lại. Các bạn có đoán biết con khủng long này là khủng long gì không? Đầu tiên là mình sẽ ghép cái xương đuôi nè. Rồi xương chân nè. Xương này là xương lưng nè. Rồi tới xương chân trước. Và cuối cùng là cái đầu. Xong. Ý, đáng yêu quá. Xin chào các bạn, mình là khủng long ăn cỏ. Mình không có biết ăn thịt, mình chỉ ăn cỏ thôi à. Ồ, vậy hả? Vậy thì cho em ăn cỏ nè. Wow, con khủng long này nhìn nó hiền quá à. Các bạn ơi, khủng long ăn cỏ rất là hiền nha. Nhưng mà vì nó hiền quá nên nó dễ bị những khủng long khác ăn hiếp. Cho nên nó đã tiến hóa thiệt là to lớn, thiệt là khổng lồ để không có con vật nào ăn hiếp được nó hết. Ý nhột em chị Chibi Trắng ơi. Ôi yeah, có bạn rồi, có bạn để chơi. Ý đừng có dậm chân như vậy, rung chuyển hết mặt đất rồi kìa. Nè Chibi Trắng, loài khủng long này á, nó ăn một ngày rất là nhiều lá cây và cỏ luôn. Nhưng mà muốn tiêu hóa được cái lượng thức ăn đó, nó sẽ ăn đá vào trong bụng của nó đó. Mà Chibi Trắng biết nó ăn đá để làm gì không? Khi nó ăn nhiều lá cây vô, nó không có tiêu hóa được trong bao tử, thì nó sẽ đi lại, làm cho viên đá chạy qua chạy lại, làm nhuyễn những lá cây. Và cứ như thế, nó sẽ nghiền nát hết thức ăn giúp cho con khủng long đó. Con người chúng ta thì không có ăn đá được. Nhưng mà sau khi chúng ta ăn xong, chúng ta cũng đi lại thiệt là nhẹ nhàng, thì thức ăn của chúng ta sẽ mau tiêu hóa. Rất là tốt cho sức khỏe nha mấy bạn. Nhớ là đừng bắt chước khủng long ăn cục đá này đó nha. À, lại đói bụng nữa rồi. Em muốn ăn nữa. Hả gì muốn ăn hoài vậy? Vậy thôi khủng long tự ăn đi nha. Chibi Trắng với lại gấu đi tìm bộ xương khác đây. Hả, lần này những cục đá đã che đậy lại hết bộ xương rồi, bây giờ phải đào lên cực khổ quá. Chibi Trắng ơi, gấu trúc lại đi kiếm đồ ăn nữa đây. Ok. Ý, được cái đầu. Lần này hên ghê, tìm được cái đầu đầu tiên luôn. Thôi, để xem thử ở đây có gì nè. À, có bộ xương chân. Còn cái này là cái gì đây? Ờ, không có gì hết. Đây cũng là xương chân luôn. Yeah. Rồi, lắp ghép lại. Đây. Trời ơi, mấy bạn ơi, nhìn nè. Đây là khủng long gì mà cái đuôi của nó cũng có gai nữa đó. Rồi, ghép cái chân vô nè. Bây giờ mình sẽ ghép cái chân này vô luôn. Rồi, bây giờ ghép cái lưng nè. Cái lưng cũng gai không à. Rồi ghép cái đầu. Chắc khủng long này ăn cỏ quá, tại cái miệng của nó rất là nhỏ. Đúng rồi, Chibi Trắng nói đúng rồi đó. Mình là khủng long gai. Nhìn người mình toàn gai chứ, mình hiền lắm, mình ăn cỏ không à. Ủa vậy hả? Thiệt không? Chibi Trắng không tin đâu. Đâu ăn thử thịt thử xem. Không ăn. Ồ, vậy là khủng long thích ăn cỏ rồi. Khủng long ăn cỏ thường rất là hiền. À,
vậy Chibi Trắng biết rồi. Những cái gai trên lưng khủng long chính là vũ khí để giúp khủng long chống lại những kẻ thù. Nè, bây giờ Chibi Trắng sẽ chọc lát em nha. Em thách chị Chibi Trắng đó. Trên lưng của em toàn gai không à, em không có biết nhột. Vậy hả? Vậy thì bây giờ chọc lát cái bụng nè. Ây ai ai, nhột nhột nhột. Với bụng em đâu có gai đâu. Với bụng em nhột nhột nhột. Đừng đừng chọc lát nữa, đừng chọc lát nữa mà. Kẹo em thôi. Cứu cứu, cứu thế giới, cứu thế giới. Khủng long gì, cứu thế giới, cứu thế giới. Cứu cứu, khủng long gai ơi, cứu cứu cứu. Tình cứu cứu đang đây à, mẹ đồ tới đây hả? Tới đây ta sẽ ăn thịt thịt. Nè, những con khủng long bé nhỏ kia, đi ra. Định ăn hiếp bạn ta hả? Chibi Trắng với lại có Panda là bạn của ta, đi ra. À, còn một con nữa hả? Đi luôn. Yeah, yeah, hên quá, hên quá. Nhờ khủng long gai đã cứu tụi mình. Cảm ơn nè, cho em một miếng lá cây. Thôi video đến đây là hết rồi. Hẹn các bạn tập sau nha. Chibi Trắng với gấu Panda sẽ đi tìm nhiều bộ xương khủng long khác nữa đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Các bạn hãy nhấn vào video mà mình muốn xem trong màn hình này để xem tiếp nha. Dù đang xem bằng điện thoại hay bằng vi tính đều có thể nhấn được và xem được hết. Và nhớ nhấn vào nút đăng ký thành viên để nhận được thông báo khi nào đăng video mới lên YouTube trên kênh KN Channel. Hoàn toàn miễn phí nên các bạn cứ yên tâm nha. Cảm ơn các bạn.